Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thực tế vô từng bảng chữ cái. Thì đây là bảng chữ cái Hiragana, hay còn gọi là bộ chữ mềm. Bây giờ tôi sẽ đọc qua một lần, các bạn hãy tương tác với tôi nhé. Khi tôi đọc, các bạn có thể là đọc theo tôi. Bây giờ tôi đọc qua ha. Chúng ta sẽ đọc từ trái qua phải. Chúng ta sẽ đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, được chưa? Thì giống như cách viết của tiếng Nhật, nát nữa bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu học cách ghi sau. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đi vào cách đọc trước, xong tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cách viết từng chữ cái một. Bây giờ tôi đọc, các bạn sẽ đọc cho tôi nhé. A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Si, Su, Se, So. Ta, Chi, Su, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, O, Các bạn nghe rõ không? Bây giờ nhá. Bây giờ các bạn hãy chú ý, mỗi vừa tôi đã giảng rồi, vừa nãy là gì, những chữ ở bảng Hiragana và Katakana, mỗi chữ chỉ biểu thị một đơn vị âm thôi, nó không có biểu thị nghĩa, nên là khi chúng ta vô câu chúng ta ghép vào thì nó mới có nghĩa. Còn khi mà chỉ là bảng chữ cái này không, nó chỉ biểu thị một đơn vị âm thôi. Thì khi biểu thị một đơn vị âm thì nó sẽ không có nghĩa. Chỉ có chữ Hán tự thì khi đứng riêng lẻ ra thì nó có nghĩa. Còn khi mà chúng ta chỉ chưa có ghép vô câu thì đương nhiên những chữ này là chữ đơn lẻ, những chữ cái đơn lẻ nó chưa có nghĩa. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách viết từng chữ cái một. Chúng ta sẽ đi vào cách viết từng chữ cái một. Thì cách viết trong tiếng Nhật từ chữ cái Hiragana, Katakana cho đến Hán tự thì cách viết của nó sẽ là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đó là theo quy tắc. Quy tắc ha. Các bạn sẽ theo quy tắc viết. Quy tắc viết của nó là từ trái qua phải. Từ trái qua phải. Và từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. Các bạn phải nhớ quy tắc này nhé. Bởi quy tắc này rất là quan trọng, bởi vì nó áp dụng luôn cho hai bảng chữ cái và chữ Hán tự nữa. Chữ Hán tự thì đương nhiên là nó sẽ khó hơn nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hàng đầu tiên. A, I, U, E, O. Bây giờ chúng ta sẽ viết hàng đầu tiên của chữ cái Hiragana trước. Các bạn nhìn ha, giống như là chúng ta đang, đây là một cái ô vuông đây ha. Chúng ta sẽ căn đều ô vuông. Từ trái qua phải các bạn nhìn đây ha. A. Từ trên xuống dưới. Đây là chữ A. Rồi tiếp theo chữ I. Chúng ta căn đều ha. 1. Về chữ I. Tiếp theo chữ U. Chúng ta cứ làm sao căn đều cái ô vuông của chúng ta ha, ô vuông ô ly cho. A, I, U. Tiếp theo. E, O. Hơi chặt chút xíu ha, hơi chặt chút xíu thì tôi viết gần gần hơn chút xíu. Rồi. Đó, đều theo quy tắc là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Các bạn có thể là nhìn tôi cách viết và đương nhiên các bạn sẽ bắt chước lại ha. Từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đó. Đây là hàng chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Hiragana, chúng ta đã nhìn thấy A, I, U, E, O. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào bảng chữ cái Hiragana nhưng mà ở dòng thứ hai, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Chúng ta bắt đầu viết nhé. Chúng ta cũng căn đều ra ha. Bây giờ tôi viết dịch qua đây chút xíu để cho nó đằng kia nó đỡ bị chặt. Rồi, là viết. Cũng là từ trái qua phải ha. Ka,
Các bạn chú ý ở cái chỗ này nhé, các bạn chú ý nhá, cái nó sẽ là phần cái góc nhọn đó, nó là góc nhọn. Còn tiếp theo từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, kỳ nó cần đều ha, a kỳ. Rồi tiếp theo chữ cử, chữ cư khá đơn giản, các bạn nhìn thấy rồi đó, a kỳ cư. Các bạn cũng chú ý nhé, cái này đây là nó sẽ có cái nét móc lên, nét móc lên đó, giống như cái móc câu của chúng ta vậy đấy các bạn, giống như cái nét móc câu lên là khi mà viết thì các bạn sẽ chú ý đến những cái nét này. Và chữ kỳ cũng vậy ha, chữ kỳ cũng có những cái nét móc như này, các bạn chú ý khi viết. Đương nhiên là khi vào gặp người Nhật thì đương nhiên là các bạn thấy người ta ngoáy lên thì cũng có thể không có nét này, nhưng mà khi mà trong cái chữ cái chúng ta phải chú ý. Chữ cô cũng vậy, chúng ta cần chú ý ha. Rồi, chúng ta đã đi được dòng số 2 của bảng chữ cái Hiragana, ka, ki, ku, ke, ko. Rồi, tiếp theo chúng ta có hàng thứ 3, ta, chi, tsu, te, to. Chúng ta có đầu qua hàng thứ 3. À, hàng thứ 3 ha. Rồi. Sa si su se so. Chữ sa này viết cũng giống như là chữ ki vậy, nhưng mà nó chỉ có một nét ngang này thôi. Rồi tiếp theo qua chữ si. Chữ xỉ giống móc câu của chúng ta đấy các bạn. Chữ sử. Chữ xe các bạn chú ý nó có cái móc này nhé. Rồi, chữ sổ. Các bạn có thể ôn lại cho tôi được không? A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Si, Su, Se, So. Đó, chúng ta đã đi được 3 hàng rồi. Rồi, hàng tiếp theo. Chúng ta sẽ đi vào hàng Ta, Chi, Chu, Te, To. Rồi, các bạn đã nhìn rồi, chúng ta trái qua phải và từ trên xuống dưới, ta. Tiếp theo chữ chỉ, chữ chỉ cũng từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Còn chữ chữ nhìn nó giống như một cái móc câu ngược đấy các bạn. Đó, chữ chữ ta chi chu tê, chữ tê trong bảng chữ cái này chỉ có đúng một cái chữ này là có nghĩa thôi, chữ tê. Tê là cái tay. Tổ. Đây nó là đơn vị âm nên là nó không có biểu thị nghĩa được. Rồi, chúng ta đọc lại nhé. Ta, chi, su, te, to. Chúng ta đã đi được gần một nửa của một bảng chữ cái Hiragana. Chúng ta cùng nghỉ một chút nhé.